quý vị, những hình ảnh quý vị vừa được xem trên Flycam thì ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta chính là căn biệt thự hiện đại như thế này. Thu Trang đang đứng tại cổng của công trình, và với kích thước cổng rất là rộng như thế này thì hoàn toàn là chủ đầu tư có thể đánh rất dễ dàng những cái phương tiện đi lại của gia đình trong này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào bên trong để xem chi tiết của công trình này hơn nhé. Và chúng ta sẽ di chuyển dần vào bên trong khuôn viên của công trình. Đầu tiên Thu Trang có thể cảm nhận được là khuôn viên sân vườn ở đây rất là rộng, với tổng diện tích đất ở đây lên đến hơn 400m2. Thì quý vị có thể quan sát được là cái khoảng sân của công trình này đã được chủ đầu tư để ra một khoảng rất là rộng như thế này, để chúng ta có thể dễ dàng vừa đánh xe ô tô vào trong gara cũng như là di chuyển vào phía sâu bên trong sân như thế này. Khi mà có khách thì đương nhiên là những cái phương tiện sinh hoạt của khách hoàn toàn để thoải mái quý vị nhé. Với một công trình biệt thự hiện đại như thế này thì chắc chắn rồi, một cái phần khoảng sân vườn rất là quan trọng với công trình. Đầu tiên chúng ta có thể quan sát được là hàng đinh lăng rất dài, trải dài theo cái phần chiều dài của sân như thế này rất là đẹp. Tiếp theo quý vị cũng có thể thấy là chủ đầu tư đã chăm chút từ cái phần góc vườn như thế này, thì những cái phần xung quanh vườn cũng đã được chủ đầu tư bố trí hết những cái phần cây cảnh cũng như là những cái gốc cây lớn như cây nhãn như thế kia. Thì khi mà chúng ta nhìn từ xa thì đây là một công trình có những cái điểm nhấn rất là đẹp nữa. Ngoài ra thì tại chân công trình cũng đã được chủ đầu tư bố trí cả cây cảnh. Với một cái tổng thể xung quanh công trình mà quý vị có được những cái điểm xanh như thế này thì chắc chắn là những cái điểm nhìn cho công trình như thế này thì mọi người đều rất là thích, đúng không nào? Và đặc biệt Thu Trang thấy rất ấn tượng với hàng cúc tần Ấn Độ ở trên tầng 2. Khi mà chúng ta có những cái phần cây xanh rủ xuống như thế này thì chắc chắn rồi, từ tầng 1 lên tầng 2, từ người nhìn cho đến thành viên sử dụng nhà thì đều cảm giác được cái phần không gian thiên nhiên rất là gần gũi với cuộc sống của gia đình mình. Quay trở lại với kiến trúc của căn biệt thự này, với kiến trúc hiện đại như thế này thì chắc chắn rồi những cái phần kết hợp giữa các hình khối vuông vức với nhau, quý vị có thể thấy là từ hệ thống mái này cho đến những cái phần thân của công trình. Mái thì ở đây là sử dụng mái Nhật. Mái Nhật thì kết hợp với những cái hình khối vuông vức như thế này thì rất là hợp lý. Và đặc biệt là với chiều cao của căn biệt thự là 2 tầng thì Thu Trang thấy là sử dụng mái Nhật thì hoàn toàn rất là đẹp. Còn ở phía trên tầng 2, quý vị có thể quan sát được là hệ thống lan can trên tầng 2 được sử dụng là sắt sơn tĩnh điện. Khi mà kết hợp giữa cái màu sắt sơn tĩnh điện với gam màu trắng là màu nền thì sẽ có một sự kết hợp rất là nổi bật. Và đặc biệt là với cái màu sắc của sắt sơn tĩnh điện lại kết hợp cùng cái mảng được ốp gạch thẻ, nó sẽ có cái sự đồng điệu, đồng nhất của ngoại thất công trình. Thêm một cái phần đồng nhất nữa sẽ là cái phần hệ thống cửa nhôm kính sinh pha này quý vị nhé. Ở tầng 1 thì sẽ có một phần vách kính rất là rộng như thế này, thì lát nữa khi mà chúng ta đi vào trong sẽ nhìn rất rõ cái view nhìn từ ngoài vào trong cũng như là từ trong ra ngoài. Có được cái sự liên kết giữa trong và ngoài như thế này thì đây cũng sẽ là một không gian rất là đắt giá của công trình này quý vị nhé. Phía mặt tiền Thu Trang đang di chuyển thì sẽ có chiều dài là 12m và chiều sâu là 8,5m. Và bên trong được bố trí như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào sâu bên trong để xem bố trí trong công trình này như thế nào nhé. Đây là vị trí sảnh của công trình, với kích thước ở đây chiều dài sảnh lên đến 4,5m quý vị nhé. Và chiều rộng được đưa ra lên đến 2m. Thu Trang thấy là khi đứng ở đây có cái phần mái sảnh đưa ra rất là rộng này thì chúng ta sẽ không lo về nắng mưa gió gì cả. Chúng ta đứng đây hoàn toàn có thể sinh hoạt dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đi vào trong này. Cái phần cửa chính của công trình cũng được sử dụng là cửa nhôm kính toàn bộ quý vị nhé. Với chất liệu nhôm kính như thế này thì chúng ta hoàn toàn đón được rất nhiều ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Kích thước cửa chính cũng rất là rộng và đặc biệt là sẽ tuân theo cái cung đỏ trong kích thước cửa chính của chúng ta. Với hệ thống rèm như thế này thì khi quý vị cần có sự yên tĩnh riêng tư thì chúng ta có thể kéo rèm vào để tránh bớt cái ánh sáng tự nhiên. Khi mà chúng ta bước chân từ bên ngoài vào, đầu tiên sẽ là không gian phòng khách này, với những cái phần chi tiết trang trí ô cửa cũng như là vách kệ tivi phía đằng sau là nhựa sơn giả xi măng. Khi mà chúng ta bố trí được những phần bộ bàn ghế lớn ở đây thì đây sẽ là một phòng khách rất là sang trọng. Hoàn toàn từ cái phần trần từ phòng khách cho đến bếp thì đều được hạ cốt thạch cao. Phía bên trái của công trình sẽ là không gian bếp ăn nhé quý vị nhé. Không gian bếp ăn ở đây thì rộng 20m2. Và đây là khu vực mà Thu Trang giới thiệu ở đầu video. Chúng ta có thể đứng đây chúng ta quan sát cũng như là giao lưu với không gian bên ngoài bằng cái phần vách kính này rất là lớn này.
vách kính này trải toàn bộ hết cái phần chiều dài của bếp như thế này, rất là sáng. Khi mà Thu Trang không bật điện ở phòng bếp thì hoàn toàn ở ngoài những cái phần ánh sáng tự nhiên đi vào bên trong rất là nhiều. Khi mà chúng ta mở được cửa sổ thì những cái phần không khí đối lưu cũng đón được rất nhiều vào bên trong phòng bếp. Và tủ bếp ở đây đã được bố trí đầy đủ hết với chất liệu là nhựa quý vị nhé. Mặt bếp thì là mặt đá này. Đó, khi mà có cái phần tủ bếp như thế này, chúng ta sẽ để được đồ đạc rất là gọn gàng ở bên trong. Bàn bếp đầy đủ hết. Từ bếp sẽ có lối đi ra phần gara ô tô nữa. Chúng ta đi sâu vào bên trong sẽ có một phòng ngủ. Với tầng 1 được bố trí là một phòng ngủ này, một phòng khách và một bếp ăn. Đây sẽ là khu vực vệ sinh trung tầng. Trung tầng cho tầng 1 này, rất là rộng rãi. Tông màu sử dụng cũng hiện đại. Và phòng ngủ đầu tiên rơi vào 12.5m2 với cái bố trí ánh sáng cũng khá là đầy đủ rồi. Từ hai cửa sổ trở lên thì chúng ta có thể lấy được rất nhiều ánh sáng tự nhiên cho công trình mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên tầng 2 để xem bố trí công năng trên tầng 2 có những gì nhé. Với khu vực cầu thang thì toàn bộ mặt bậc cũng như là cổ bậc đều được sử dụng là đá. Với cái màu sắc của vân đá như thế này, Thu Trang thấy là rất là hiện đại. Và lan can ở đây thì được sử dụng là tay vịn gỗ, lan can kính, rất là sang trọng quý vị nhé. Và khi lên tầng 2 thì sẽ còn lại hai phòng ngủ. Quý vị có thể thấy là một phòng ngủ được đặt thẳng từ phòng ngủ phía dưới lên thì có diện tích như phòng ngủ dưới tầng 1. Còn phía bên phải này có thêm một phòng ngủ rộng hơn một chút này, rộng 13m2 và có ban công riêng. Với khu vực phía bên trái thì chủ đầu tư bố trí là một phòng làm việc. Quý vị có thể thấy là phòng làm việc này cũng coi như là một phòng sinh hoạt chung được, bởi vì là có cái không gian rất là rộng này. Và cái view làm việc thì khá là thoải mái và thích hợp để chúng ta ngồi đây chúng ta làm việc, đón ánh sáng tự nhiên cũng rất là tốt. Cuối cùng ở trên tầng 2 thì sẽ có một phòng thờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan từng không gian. Ở đây thì tại không gian sinh hoạt chung lại tiếp tục được đặt một phần cửa sổ trượt ngang quý vị nhé. Với cái phần cửa sổ trượt ngang như thế này thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm diện tích này, vừa tiết kiệm diện tích này, vừa có một cái view rất là đẹp nữa này. Khi chúng ta để bồn cây ở ngoài này nữa thì sẽ rất là dễ chăm sóc quý vị nhé. Với cái phần chiều cao của cửa sổ chỉ rơi vào tầm 40 phân thôi thì chúng ta sẽ dễ dàng tưới cây, chăm sóc những cái bồn cây cúc tần Ấn Độ bên ngoài. Đây sẽ là không gian phòng thờ của gia đình này. Không gian phòng thờ sẽ ưu tiên với hướng cũng như là phong thủy của gia chủ. Đó, chúng ta sẽ đặt phòng thờ với cái hướng ra mặt tiền rất là đẹp như thế này. Thì cái phần trước phòng thờ đây sẽ có một ban công rất rộng mà chúng ta quan sát được ở phần flycam. Đó, khi mà chúng ta đi ra ngoài ban công, quý vị có thể thấy là ban công của công trình này rất là rộng quý vị nhé. Ở đây phần đua ra của ban công lên đến 1.5m. Thu Trang thấy là khi mà có ban công rộng như thế này thì đây cũng là một gọi là một sân chơi để các bé trong nhà có thể lên đây vui chơi. Với chiều cao của phần lan can cũng rất là an toàn này. Đó, chúng ta nhìn từ xa cũng có thể thấy là được phần ban công này là đều trải dài hết khu vực mặt tiền của phòng thờ. Thưa quý vị, chúng ta vừa tham quan một vòng quanh công trình biệt thự 2 tầng. Với một công trình biệt thự, nếu quý vị mong muốn có được cái thẩm mỹ giữ trong vòng từ 2 đến 3 năm mà đều mới như là vừa mới làm thì chắc chắn là lớp sơn và cái phần bố trí nội thất cũng như là phần bố trí ánh sáng cũng rất quan trọng. Nếu quý vị đang có mong muốn là ngôi nhà mình sẽ được giữ tươi mới lâu như vậy thì quý vị có thể liên hệ với VC Home để VC Home sẽ tư vấn rõ hơn, chi tiết hơn cho quý vị cách làm thế nào để nhà mình có thể giữ mới như công trình này nhé. Và quý vị đang có mong muốn xây dựng một căn nhà biệt thự đẹp như thế này, quý vị có thể liên hệ đến hotline của VC Home 0365 663 966 để chúng tôi có thể tư vấn thêm các mẫu nhà mà quý vị yêu thích. Còn bây giờ Thu Trang xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Xin chào.